wow, trời ạ, mình có thạch Popopopa này, mình may mắn quá. Còn mình thì có thạch từ KitKat, tuyệt. Các bạn ơi, trời ạ, tớ may mắn quá, tớ có Fanta này, tuyệt. Vậy thì bắt đầu với Sandy nhá. Ok, cái này thì tớ đồng ý luôn. Wow, trời ạ, thạch ngon quá, điên mất. Các bạn ơi, các bạn hãy nhìn đây, bây giờ tớ sẽ thổi bong bóng. Sao, đánh giá đi. Ôi, có gì mà đánh giá chứ, bé tí thế mà cũng đòi. Ừ, đúng rồi. À, vậy chứ gì. Vậy thì bây giờ tớ sẽ thổi một cái bong bóng rất là to nhá, các bạn sẽ sợ luôn ý. Nào, nhanh lên nào, các bạn. Đấy, như thế này nhá, bây giờ tớ sẽ thổi nó thật là to. Oh wow, trời ạ, sợ thật đấy, cậu giỏi lắm Sandy. Ừ, tớ biết mà. Bây giờ tớ sẽ thử. Ôi, cái gì vậy? Thôi đừng làm thế, trời ạ, bây giờ nó nổ, chúng ta sẽ sợ lắm. Ôi, có gì đâu mà, thế mà cũng sợ. Ám. Ôi không, trời ơi, mặt tớ. Bây giờ thì làm sao mà rửa được hết được. Các bạn nói đúng rồi, thôi được rồi, cậu bắt đầu đi. Hoan hô, hoan hô. Bây giờ tớ rất muốn thử nó lắm rồi đây này. Ôi, tớ tớ, tại sao lại không bật lên đường này? Này, trời ơi, nhanh lên nào. Ôi, tớ sao lại khó thế này? Nào. Nào, đúng rồi, lên đi, tớ sắp làm được rồi. Ám. Ôi, tuyệt vời quá. Cái này ngon thật đấy. Ôi, có vẻ như là tớ có một ý tưởng tuyệt vời này rồi. Nếu mà tớ quên luôn cả cái này xong, xong rồi tớ lắc lên nó thì sao nhở? Tớ nghĩ là sẽ rất hay đây. Hê, cậu làm cái gì vậy? Thôi, các bạn ơi, có gì đâu mà, rất bình thường mà. Nào, bây giờ thì mở ra nhá. À, trời ơi. Ôi trời, tớ đã không mong đợi điều này. Ôi, cái này là cái gì đấy, thạch sao? Ồ, cái này rất là hay mà. Ôi, các bạn ơi, các bạn buồn cười thật đấy. Thôi được rồi, bây giờ thì đến lượt mình rồi nhá. Ôi, mình có vị sô-cô-la. Wow, cái này ngon thực sự luôn ý. Và không cần phải sợ cái gì cả. Ồ, wow, trời ạ, hay quá. Tớ có Pocky này, còn của cậu thì sao? Tớ cũng không biết nữa. Cái hộp này nhìn hơi lạ và hơi sợ đấy nhá. Ồ, Sandy, còn của cậu có cái gì đó hay kìa. Ừ, đúng rồi, ấp ấp ấp. Ôi trời ạ, cái đồ chơi này đáng yêu thật đấy. Úp, tớ bị bắt rồi này. Hay thật. Ừ, hay đấy. Các bạn ơi, tớ bắt đầu trước được không? Tớ rất là muốn thử ăn cái Pocky này rồi. Nào, các bạn phải biết rằng là nó rất là ngon luôn ý. Ngon tuyệt vời. Tớ có thể ăn luôn cả ngày luôn ý. Ôi, trời ạ, tớ cũng muốn thử. Ồ, cậu nói gì vậy rắn? Ừ, ý tưởng hay đấy. Ê, cậu đi đâu vậy sẽ đi? Wow, ngon quá. Thôi được rồi, cậu sẵn sàng chưa? Nào, lấy cái gậy và đi đi. Ôi, chúng ta làm được rồi. Ý tưởng thật là hay. Ai, trời ạ, đau quá. Ôi, tay tớ. Ôi, cậu phải nhìn thấy cơ, buồn cười thật đấy. Ê, cậu đi đâu vậy? Nào, bây giờ thì tớ cũng thử rồi. À, cậu ăn cắp sao? Nhưng mà tớ lại tìm thấy cái kẹo mút này và nó rất là ngon. Ê, Molly, cậu làm cái gì vậy? Đưa đây. Ừ, các bạn ơi, trời ạ. Như những đứa trẻ vậy. Thôi được rồi, để mình xem trong cái hộp này của tớ. Ôi trời ơi, đáng yêu quá. Tớ tớ, đây là con rắn sao? À, trời ạ, cứu tớ với. Ôi, có gì đâu, đừng có nghe họ. Tớ tớ sẽ không cho cậu đi đâu. Cậu rất là đáng yêu luôn ý. Nó rất là thích kia đờ cao vuốt ve. Các bạn hãy thử đi. Kêu. À, kêu với. Ôi trời ạ, cậu có những cái râu thật là đáng yêu. Ôi mẹ ơi, trời ạ, đây là Doritos đáng sợ mà không. Oh wow, còn tớ thì có kem dâu này, tuyệt vời quá. Còn tớ thì có Mentos, tuyệt. Ôi, ừ, xin lỗi nhá, tớ đi trước được không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ôi, thử thôi nào.
Vâng, trời ạ, cái này ngon thật sự luôn ý. Cái kem này á, thật là tuyệt vời. Tuy à, tớ cũng muốn ăn cái đấy. Nào Kit, bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Ồ, cảm ơn vì đã nhắc tớ. Tớ không muốn thử cái này đâu, sợ lắm. Ôi, trời ạ, nó có một cái thôi nhưng mà nó to quá, tớ không ăn được đâu. Nào ăn đi. Trời ơi, thôi được rồi. Mẹ ơi, trời ạ, tớ run hết cả người rồi nhưng mà tớ có thể làm được mà. Ôi, cái này ổn mà. Ồ, đúng rồi, thế mà tớ cứ sợ thôi. Cái này á, không tham cả. Từ bây giờ tớ sẽ bẻ nó ra như thế này và tớ sẽ ăn nó rất là nhanh. Ừ, như này sẽ nhanh hơn rất nhiều đấy. Đấy, như này này. Bây giờ chỉ cần nhai nốt thôi. Ôi, nhưng mà tại sao ở đây nóng thế này? Ôi không, trời ạ, tớ đang cháy. Cứu với. Trời ơi, bây giờ sẽ có lửa. Ôi, trời ạ, sợ quá. Lửa to quá. Cậu cẩn thận đi Kit. Cái gì? Trời ơi không, kem của tớ bị chảy ra hết rồi. Ôi, thật là buồn. Làm như thế nào bây giờ? Trời ơi, vẫn chưa xong đâu. Ôi, cần phải nghĩ ra cái gì đó. Có lẽ là Mentos của tớ sẽ giúp được. Bây giờ tớ sẽ nhai một cái. Và bây giờ sẽ xem nhá. Nào. Ồ, wow, làm việc rồi. Cái gì? Vẫn chưa hết sao? Ôi trời ơi, làm như nào mà để dập được hết? Vậy thì tớ sẽ ăn hết cả cái hộp này. Ôi, cái gì? Trời ơi là trời. Thôi được rồi, trong khi các bạn đang làm cái đấy, tớ thử uống kem này qua ống hút nhá. Cũng rất là ngon đấy chứ. Oh wow, trời ạ, tớ có bông gòn này. Còn của cậu ấy có cốc tai của Mars. Ôi, khổ thân Molly. Trời ạ, toxic waste sao? Các bạn nghiêm túc sao? Cái này rất là đáng sợ mà. Sandy, cậu chắc đi. À, thôi được rồi, tớ sẽ bắt đầu thôi. Ôi vâng, trời ạ, cái này ngon thật đấy. Tớ không thể nào mà tin được. Tan trong miệng. Ừ, chúng tớ rất vui cho cậu đấy Sandy. Nhưng mà tớ có ý tưởng này rồi. Ta-dam! Các bạn thích không? Oh wow! Trời ạ, tuyệt vời! Ôi, tuyệt vời, tuyệt vời! Ừ, bây giờ tớ là Batman. Nào, đi đi Kit. Vâng. Nào, bây giờ thử nhá. Oh wow! Trời ạ, hay thật đấy! Nào, bây giờ thì cần phải bắt vào miệng. Ê Kit! Trời ạ, cậu làm gì vậy? Ôi, được rồi này. Xin lỗi nhé Sandy. Ôi, cái này thật là tuyệt và rất là ngon luôn. Nhưng mà tớ muốn thêm. Nhằm nhằm. Nào Molly, bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Ôi vâng, à, ôi không chứ. Trời ơi, tớ bây giờ sẽ rất là sợ đấy. Tớ có cái kẹo chua nhất thế giới. Mẹ ơi, cần phải phải làm thật nhanh thôi. Ôi, trời ơi, không. Ôi, khổ thân Molly, cần phải nghĩ ra cái gì đó. À, tớ vẫn còn một ít cốc tai mà. Một phút và tớ sẽ giúp cậu. Ôi, việc này lạ quá. Đấy, cho cậu ấy, nhận đi, nhận lấy đi. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã like và đăng ký kênh của chúng tớ. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.